Quý vị thân mến, cách đây 47 năm, vào lúc 8 giờ 30 ngày 8 tháng 4 năm 1975, Trung úy Nguyễn Thành Trung đã dùng máy bay phản lực F-5E ném bom Dinh Độc Lập, đánh đòn cảnh cáo chính quyền Sài Gòn. 3 tuần sau đó, các cánh quân giải phóng với sức mạnh vũ bão cùng với sự nổi dậy của đồng bào đã tiến vào giải phóng Sài Gòn. Nguyễn Thành Trung là nhân vật lịch sử nổi tiếng trong trận ném bom vào Dinh Độc Lập và sân bay Tân Sơn Nhất, nhưng không phải ai cũng biết ông mang họ Đinh với tên đầy đủ hoàn toàn khác. Giải mật tình báo phi công Nguyễn Thành Trung. Hơn 47 năm trôi qua, song giờ đây nhiều người vẫn nhớ chiếc máy bay F-5 của quân đội Sài Gòn ném bom xuống Dinh Độc Lập hôm 8 tháng 4 năm 1975, trước ngày đại quân ta tiến vào giải phóng Sài Gòn. Người lái chiếc máy bay đó là Nguyễn Thành Trung, một chiến sĩ cộng sản được cài vào hàng ngũ địch. Ông đã được phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, sau này là Phó Tổng Giám đốc Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam, giáo viên bay Boeing 777, kiểm tra viên Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam và đã nhiều lần được giao lái chuyên cơ phục vụ các nhà lãnh đạo cao cấp nước ta đi công tác nước ngoài. 2000 người ta vẫn còn cãi nhau về chuyện phi công anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thành Trung là người của tổ chức nào, là cán bộ thuộc Ban Dân vận hay Ban Binh vận Trung ương Cục miền Nam hay điệp viên của Tình báo Trung ương Cục. Sự thật, Nguyễn Thành Trung tên thật là Đinh Khắc Trung, sinh năm 1947. Cha của ông là Đinh Văn Dậu, nguyên là bí thư huyện ủy Châu Thành, Bến Tre. Ba người anh ruột của ông là Đinh Văn Trĩ, Đinh Khắc Cần, Đinh Khắc Nhàn đều là đảng viên cộng sản tham gia kháng chiến từ thời chống Pháp. Do đó, ngay từ thuở nhỏ, ông Trung đã được tỉnh ủy Bến Tre xếp vào diện hạt giống đỏ, cần được bảo vệ và phát triển. Năm 1956, tỉnh ủy Bến Tre quyết định thay đổi lý lịch để Đinh Khắc Trung có điều kiện ăn học đến nơi đến chốn, sau này phục vụ cách mạng lâu dài. Bà Nguyễn Thị Mỹ, mẹ ông Trung, đã một mực khai với Tòa án địa phương Việt Nam Cộng Hòa rằng bà chỉ có một mẹ một con, vì vậy tòa đã phán quyết cho cậu bé được mang họ mẹ, làm khai sinh với tên Nguyễn Thành Trung. Mục người cha được ghi là vô danh. Ngày 2 tháng 3 năm 1963, trên đường công tác, ông Đinh Văn Dậu lọt vào ổ phục kích, bị biệt kích bắn chết. Nguyễn Thành Trung năm ấy đã 16 tuổi, được người đồng chí đồng đội của cha mẹ mình đưa lánh vào căn cứ Mỏ Cày, Bến Tre. Giặc Mỹ biết cha của ông là Việt Cộng nằm vùng, chúng đã dùng xe ô tô kéo lê xác rồi vứt xuống sông. Nguyễn Thành Trung ghi lòng tạc dạ và quyết trả mối thù này. Đầu năm 1964, ông trở thành nhân viên của Ban Dân vận Trung ương Cục miền Nam khi vẫn đang công khai theo học trung học tại Mỹ Tho. Điều này thì một số cán bộ thành hoạt động trong Ban Dân vận thời đó biết rõ, nhưng việc nửa năm sau, tháng 8 năm 1964, ông Trung trở thành điệp báo viên, hoạt động đơn tuyến trong mạng lưới tình báo Trung ương Cục miền Nam do trực tiếp Bí thư Trung ương Cục Phạm Hùng lãnh đạo thì hầu như không ai biết. Theo yêu cầu của công tác điệp báo năm 1965, ông Trung thi vào Đại học Khoa học Sài Gòn. Trong hai đợt của chiến dịch Mậu Thân 1968, ông Nguyễn Thành Trung cũng tham gia vào tổ vũ trang thành đoàn trực tiếp tham gia chiến đấu. Sau đó, ông được đồng chí Phạm Hùng ra chỉ thị, tiếp tục học tiếp ở Đại học Khoa học và bằng mọi giá thi vào Không quân Việt Nam Cộng Hòa, nằm vùng chờ lệnh. Dĩ nhiên, vào binh chủng con cưng của quân đội, lý lịch sẽ bị an ninh quân đội Sài Gòn kiểm tra rất gắt gao, nhưng lưới điệp báo của Trung ương Cục đã chuẩn bị rất kỹ, giúp ông Trung vượt qua hết mọi yêu cầu kiểm tra, xác minh lý lịch. Với sức học xuất sắc, ông Nguyễn Thành Trung đã thi đậu vào Không quân. Đầu tháng 6 năm 1969, ông bắt đầu vào quân trường. Sau 6 tháng quân trường tại Nha Trang, 6 tháng huấn luyện tại Tân Sơn Nhất, với kết quả vượt trội, Nguyễn Thành Trung đã được Không quân gửi sang Mỹ học lái, dù ông mới chỉ cao 1m65. Tại Mỹ, vượt lên trên hàng trăm thực tập sinh khác, Nguyễn Thành Trung đã giành được quyền ngồi vào cabin học lái máy bay chiến đấu. Trong 2 năm rưỡi, từ tháng 4 năm 1970 đến tháng 10 năm 1972, Nguyễn Thành Trung đã được đào tạo kỹ lưỡng qua 4 trường dạy bay ở các bang Texas, Mississippi, Louisiana. Trong bất kỳ hạng mục nào, ông Trung đều tốt nghiệp tại hạng top G là đỗ đầu, có 2 lần thủ khoa về bom và rocket. Với thành tích học tập đỉnh cao như vậy, khi trở về Sài Gòn, ông Trung mặc nhiên trở thành của hiếm trong không lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông là một trong những sĩ quan hiếm hoi thành thạo hai loại máy bay tiêm kích tối tân lúc bấy giờ là F-5 và A-37.
Được chọn đơn vị, ông Trung xin về phi đoàn 526 sư đoàn 4 không quân đóng tại Trà Nóc, Cần Thơ với nguyện vọng là cho gần quê hương. Hàng ngày chứng kiến những cảnh hàng đoàn quạ sắt của đế quốc Mỹ và quân đội Sài Gòn đem bom đạn giết hại đồng bào đồng chí, Nguyễn Thành Trung ruột đau như cắt, càng thêm sôi sục căm thù, khát khao được dùng vũ khí của địch để tiêu diệt địch, trả thù nhà, đền nợ nước. Song vì nhiều lý do, cấp trên chỉ thị là hãy chờ thời cơ. Tháng 1 năm 1975, ông được điều chuyển về không đoàn 63 chiến thuật, sư đoàn 3 không quân đóng tại Biên Hòa. Vào thời điểm đó, quân đội Việt Nam Cộng Hòa có bao nhiêu quân, binh chủng thì Trung ương Cục miền Nam cũng tổ chức bấy nhiêu lưới điệp báo để thu thập thông tin đối phó. Ngay đầu tháng 1 năm 1975, một điệp báo viên của lưới điệp báo phụ trách pháo binh bị địch bắt. Không chịu nổi đòn tra tấn, người này đã khai báo toàn bộ lưới điệp báo pháo binh đều bị bắt sạch. Kẻ đầu hàng còn khai thêm. Trong không quân có một điệp báo viên người gốc Bến Tre, vì không cùng lưới nên không biết tên họ và cấp bậc. Thuộc dạng máu lạnh nhưng đây quả là một cái tin khủng khiếp đối với ông Nguyễn Thành Trung. Ngay lập tức, mọi sĩ quan quê ở Bến Tre đều bị an ninh quân đội Sài Gòn triệu lên thẩm vấn. Đến lượt ông Trung, an ninh quân đội hỏi về bản thân ông thì ít, chỉ giáo diết đặt cho ông hàng loạt câu hỏi về đại úy Nguyễn Văn Thu cùng quê làng An Khánh với ông. Ông Trung không khai gì bất lợi cho bạn nhưng rất lo vì cả tháng trời, đại úy Thu liên tục bị đình chỉ bay để gọi lên thẩm vấn. Cuộc chiến đang ở trong giai đoạn căng thẳng, quyết liệt và nếu ông bị lộ sẽ dở dang mọi kế hoạch. Những ngày này ông Nguyễn Thành Trung như ngồi trên đống lửa và ông đã tính đến phương án chạy bộ hoặc đánh cắp máy bay của Mỹ để trở về phía mình. Ông nhận được lệnh từ Bí thư Trung ương Cục miền Nam Phạm Hùng. Nếu chạy bộ thì phải chạy vào rừng, còn nếu đánh cắp được máy bay thì phải bay ra Lộc Ninh, nhảy dù xuống để máy bay tự rơi và anh em sẽ đón. Nhưng đó là phương án cuối cùng mà tất cả mọi phương án đã chuẩn bị đều không thực hiện được. Cuộc điều tra chưa ngã ngũ thì tỉnh Phước Long thất thủ, lọt hoàn toàn vào tay quân giải phóng vào ngày 6 tháng 1 năm 75. Nắm rõ phía Việt Nam Cộng Hòa không có kế hoạch tái chiếm Phước Long, ông Nguyễn Thành Trung đã đề xuất cho sửa lại sân bay Phước Long, ông sẽ cướp máy bay để đáp xuống đó. Cấp trên chuẩn y. Bị bom pháo, đôi bên giã nát bét, công binh phải mất gần 2 tháng mới sửa xong sân bay, nhiều đoạn phải lót tạm bằng vỉ sắt. Chưa hết, sân bay Phước Long lại nằm trên vùng đồi gò, đường băng chỉ 1.000m, trong khi tiêu chuẩn đáp an toàn của loại máy bay F-5E là 3.000m. Ông Phạm Hùng liên tục cho liên lạc hỏi, có đáp được không? Tuyệt đối không được liều. Nguyễn Thành Trung căng óc tính toán và quyết định sẽ đáp được. Quyết tâm chứng minh bằng thực nghiệm. Những chuyến xuất kích đầu năm 1975 khi trở về căn cứ, ông Nguyễn Thành Trung đều cố tình giảm bớt độ dài đường đáp của chiếc F-5E cho máy bay dừng đột ngột. Lần thứ nhất, nổ lốp. Lần thứ hai, gãy càng bánh. Lần thứ ba, cháy phanh. Cả quân chủng đều ngạc nhiên. Trung tướng Nguyễn Văn Minh, tư lệnh không quân bay ngay ra căn cứ Biên Hòa triệu Nguyễn Thành Trung lên hỏi, tại sao? Ông Nguyễn Thành Trung cố giữ bình tĩnh, tỏ ra thành thật. Tôi cũng không biết, có lẽ do mấy chuyến liền tôi bay kém. Không có bằng chứng kết tội, tướng Minh ra lệnh trừ của Nguyễn Thành Trung 30 điểm tiêu cực, trong khi nếu được cộng 50 điểm tích cực là đủ lên lon trước niên hạn. Vì thế khi các sĩ quan đầu ngũ đồng niên hạn đã đeo đại úy hết thì phi công xuất sắc được coi là giỏi nhất Nguyễn Thành Trung vẫn chỉ là một anh trung úy tép diêu. Nhưng ông đã mãn nguyện. Chiếc F-5E đã ngoan ngoãn dừng ở 1.000m mà không có bộ phận nào hư hỏng nữa. Ông báo cáo lên ông Phạm Hùng đã sẵn sàng xin cho chỉ thị thời gian hành động. Trung ương Cục trả lời, thời gian cướp máy bay từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 4 năm 1975, mục tiêu tấn công trước khi rút, Dinh Độc Lập hoặc Tòa Đại sứ Mỹ. Chiến công hoàn hảo. Cướp máy bay là điều gần như không thể thực hiện được. Dưới mặt đất, không có lệnh điều động, mon men đến gần buồng lái, phi công sẽ bị an ninh quân cảnh bắn hạ ngay. Trên trời nếu gặp trục trặc, cả phi đội sẽ áp tải anh về căn cứ. Cố tình bay trạch đội hình, chính các máy bay khác cùng phi đội sẽ hạ anh ngay lập tức. Cơ hội duy nhất mà Nguyễn Thành Trung tìm ra chỉ vỏn vẹn có 10 giây trước và cho đến khi máy bay cất lên khỏi mặt đất. Ông không được phép nhanh hay chậm hơn dù chỉ một giây. Theo quy định, toàn bộ máy bay chiến đấu hoạt động trên vùng trời Việt Nam Cộng Hòa đều chỉ liên lạc với mặt đất cùng một tần số. Quá tải nên luôn rất ồn, phi công được dạy cách liên lạc với phi công khác cùng đội bằng ký hiệu ngón tay, quan sát qua cửa kính. Đài quan sát không can thiệp được vào kiểu liên lạc này kể cả khi máy bay chưa cất cánh.
8 giờ sáng ngày 8 tháng 4 năm 1975, phi công Nguyễn Thành Trung được lệnh xuất kích từ sân bay Biên Hòa, lái máy bay F-5E ném bom ở Phan Thiết. Nguyễn Thành Trung đã suy nghĩ rất nhiều vì đây là cơ hội tốt làm tròn nhiệm vụ tuyệt mật mà Đảng và nhân dân tin tưởng giao phó, nhưng làm được là rất khó khăn. Khi đang bay thì không thể tách rời phi đội. Một mình cũng không thể lấy máy bay trong căn cứ với cả một ekip phục vụ, khởi động rồi lái ra đường băng để cất cánh. Theo quy định, máy bay sau khi cất cánh, theo máy bay trước 5 giây và tối đa là 10 giây, ông Nguyễn Thành Trung đã quyết định dùng 10 giây quý giá để đánh lạc hướng phi tuần trưởng đài quan sát mặt đất. Quy định của hàng không quân sự: khi chuẩn bị cất cánh cũng như khi bay, phi đội không trao đổi với nhau qua máy vô tuyến điện mà chỉ được ra ký hiệu bằng tay. Chỉ riêng phi tuần trưởng mới được trao đổi với đài chỉ huy mặt đất. Đấy chính là lỗ hổng mà ông Thừa thông minh để khai thác, tạo ra sự hiểu lầm giữa phi tuần trưởng và đài chỉ huy. Khi hai chiếc máy bay số 1 và số 3 đã cất cánh, thay vì phải ở lại theo lệnh của phi tuần trưởng, Nguyễn Thành Trung chờ đúng giây thứ 10 và ông cất cánh bay lên. Nhưng thay vì nhập đội, ông đã bay ngược về Sài Gòn, tiến đánh vào Dinh Độc Lập. Cú lừa ngoạn mục và bất ngờ đến mức khi ông đã thực hiện xong việc ném bom, hai phi công bay cùng và đài chỉ huy mặt đất vẫn còn chưa biết gì. Máy bay F-5E mang theo 4 quả bom, mỗi quả nặng 500 pound và việc cho nổ hay không là quyết định của phi công. Nguyễn Thành Trung biết rằng trong dinh thự to lớn này sẽ có rất nhiều người vô tội đang ở đó nên ông quyết định không cho bom nổ hết trong dinh và thầm vái trời không có ai bị thương vong. Sau này, ngày 2 tháng 5 năm 1975, ông Nguyễn Thành Trung quay lại dinh và biết chính xác không có ai bị chết mà chỉ có một người bị thương nhẹ, ông đã thở phào. Mục đích lớn nhất của việc làm này chỉ là để đánh động vào cơ quan đầu não của địch. Nên hai quả bom đầu tiên ông Nguyễn Thành Trung cho phát nổ ở ngoài sân, hai quả cuối cùng ông cho nổ một trong dinh và một quả không cho nổ. Sau đó ông quay về bắn 300 viên đạn 120 ly vào kho xăng nhà bè. Hoàn thành nhiệm vụ ném bom vào Dinh Độc Lập và kho xăng nhà bè, Nguyễn Thành Trung còn một nhiệm vụ quan trọng khó khăn nữa là phải hạ cánh an toàn xuống sân bay Phước Long. Máy bay F-5E là loại máy bay chiến đấu tối tân nhất của Mỹ, đòi hỏi đường bay cất và hạ cánh tối thiểu 3.000 mét, nhưng sân bay giã chiến Phước Long lúc này chỉ có đường băng 1.000 mét và rất gồ ghề. Để chuẩn bị cho giây phút này, trước đó ông Nguyễn Thành Trung đã thử hạ cánh trong lúc đang tập. Cuộc thử nghiệm đã được tính toán rất kỹ nhưng không thành công và kết quả là máy bay sụp càng, nổ lốp. Nhưng nó cũng giúp ông rút ra được bài học là ít nhất máy bay có thể dừng lại được nhờ bật dù hãm ở phía đuôi máy bay với tốc độ hợp lý. Nguyễn Thành Trung không bao giờ quên phút giây hạ cánh an toàn xuống sân bay giã chiến Phước Long. Qua cả ngàn giờ bay nhưng có lẽ đây mới là những giờ hạnh phúc nhất của cuộc đời ông. Sau này phi công Nguyễn Thành Trung tâm sự với báo chí rằng: khi chuẩn bị đi vào Sài Gòn để đánh Tân Sơn Nhất, tôi chắc 9 phần chết 1 phần sống. Hỏa lực máy bay đầy trời, lúc đó tôi dẫn đường cho 4 phi công, những người do tôi đào tạo cấp tốc trong mấy ngày để sử dụng máy bay A-37 và không có ai giành đường bay này bằng tôi cả. Thật may mắn vì chúng tôi đã quay trở về an toàn. Người đầu tiên gặp tôi là tướng Lê Văn Chi, ông ôm tôi không nói tiếng nào và bật khóc. Tôi rất cảm động vì giây phút ấy, giây phút rất thật của một vị tướng lo cho lính của mình. Lúc đó cách mạng rất cần tiếng bom của tôi, đó là tiếng bom vô giá thay đổi đại cục. Bởi thế trước khi đi, ông Phạm Hùng, bí thư Trung ương Cục miền Nam thời đó, sợ tôi còn lừng chừng, ông còn nói: thôi, cậu đi đánh như thế, có chuyện gì vợ con cậu ở nhà bọn tớ sẽ lo, sẽ đưa 1.000 lượng vàng cho vợ cậu sinh sống. Tôi nói không nên như thế, nếu đưa tôi 1.000 lượng vàng thì tôi không đi. Làm như thế, khác nào bảo tôi bán thân để lấy vàng. Tôi không làm, đã làm thì không lấy một xu. Quý vị thân mến, lâu nay người ta thường biết đến tình báo phi công Nguyễn Thành Trung qua các sự kiện như vụ ném bom Dinh Độc Lập, cuộc không kích phi trường Tân Sơn Nhất vào giai đoạn sắp kết thúc chiến tranh và công lao trong quá trình xây dựng lực lượng không quân cũng như hàng không dân dụng của Việt Nam thời bình. Nhưng bên cạnh những câu chuyện đã trở nên nổi tiếng nói trên, ông còn có một bí mật để kể, đó là những uẩn khúc trong trận hải chiến Hoàng Sa năm 1974 khi ông vẫn đang lót ổ nằm vùng trong không quân Sài Gòn. Mời quý vị cùng tìm hiểu chi tiết sự việc này qua chính lời kể của phi công Nguyễn Thành Trung với báo chí. Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa ra tuyên cáo vào ngày 14 tháng 2 năm 1974 sau khi Trung Quốc chiếm Hoàng Sa rằng:
Chừng nào còn một hòn đảo thuộc phần lãnh thổ ấy của Việt Nam Cộng Hòa bị nước ngoài chiếm giữ bằng bạo lực, thì chừng ấy chánh phủ và nhân dân Việt Nam Cộng Hòa còn đấu tranh để khôi phục những quyền lợi chánh đáng của mình. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã không ra lệnh cho chiến đấu cơ xuất kích để oanh tạc tàu chiến Trung Quốc. Có lẽ Thiệu đã sớm nhận ra tình hình lúc này, nếu không có sự yểm trợ hay ủng hộ của Mỹ, mà nếu có xuất kích phản công chưa chắc đã có thể chiến thắng mà còn có thể bị tình trạng gây chiến thêm với Trung Quốc, trong khi tình hình Mỹ viện trợ cho miền Nam ngày càng bi đát. Đại tá Nguyễn Thành Trung kể: quay lại thời điểm năm 1974, không quân Trung Quốc chỉ có MiG-21 do Liên Xô sản xuất, là loại máy bay phòng vệ chứ không phải tấn công. Phòng vệ là đánh trên đất mình, ai vào thì mình đánh nên tầm bay rất ngắn. Phi công của mình là phi công miền Bắc ngày xưa cũng vậy. Các anh không bay xa, bay lên đánh được hay không được khi hết thời gian là phải về. Nếu bay quần nữa là không có dầu. MiG-21 rất hạn chế về dầu. Đó là tôi chưa nói đến phi công. Phi công Trung Quốc lúc đó không thể bay biển được. Phi công của mình ngoài Bắc cũng thế. Mấy ảnh ít bay ra biển lắm. Bay ra biển là cả một vấn đề. Môi trường bay biển khác hẳn môi trường bay đất liền. Giữa trời và biển rất lẫn lộn, phi công rất dễ thao tác nhầm. Như anh Bùi Thanh Liêm, phi công vũ trụ, bay ra biển đâm xuống biển. Anh Hoàng Mai Vượng cùng biên đội với tôi đánh sân bay Tân Sơn Nhất, bay xong bay ra biển, nhào xuống biển liền. Với phi công phe xã hội chủ nghĩa thời đó, bay biển là một vấn đề, nên tôi đánh giá phi công Trung Quốc năm 74 không có gì. Không thể bay ra biển, không dám chiến đấu trên biển. Trong khi ở miền Nam, chúng tôi bay trong đất liền, bay ra biển giống nhau, bay ra Hoàng Sa, Trường Sa là bình thường. Vào thời điểm xảy ra hải chiến Hoàng Sa, ông Trung là phi công của không đoàn 63 chiến thuật đóng ở Biên Hòa. Có 5 phi đoàn F-5 ở Biên Hòa, 1 phi đoàn F-5 ở Đà Nẵng. Tổng thống Thiệu ra lệnh điều 4 phi đoàn F-5 từ Biên Hòa ra Đà Nẵng, chỉ giữ lại 1 phi đoàn ở Biên Hòa. Theo biên chế thời đó, mỗi phi đoàn có 24 chiếc, 5 phi đoàn có 120 chiếc và 150 phi công. Khi ra đến Đà Nẵng, chúng tôi nhận được lệnh chuẩn bị đánh để lấy lại Hoàng Sa và trước nhất muốn đánh là phải đánh cái hạm đội của Trung Quốc. Ông Trung nhớ lại, trong kế hoạch tái chiếm Hoàng Sa bằng không quân, Đại tá Nguyễn Văn Sĩ làm không đoàn trưởng. Cấp trên chỉ huy là chuẩn tướng Nguyễn Văn Tường, còn gọi là Tường Mực, da đen thui, là phó sư trưởng sư đoàn 3. Ở cấp phi đoàn 536 có Trung tá Đàm Thượng Vũ, phi đoàn 520 có Trung tá Nguyễn Văn Dũng, phi đoàn 540 có Trung tá Nguyễn Văn Thành, phi đoàn 542 có Trung tá Nguyễn Ngọc Quang, phi đoàn 538 ở Đà Nẵng thì có Trung tá Nguyễn Văn Giàu làm chỉ huy. Theo phương án họp bàn ở Đà Nẵng, trước hết máy bay sẽ tấn công tàu Trung Quốc vì họ đi ra Hoàng Sa của mình là bằng tàu thôi, mình mà diệt hạm đội này là họ cụt ngòi. Máy bay sử dụng cho chiến dịch là F-5 và F-5E, loại có bình xăng phụ. Cất cánh từ Đà Nẵng ra Hoàng Sa, tụi tôi thừa sức đánh với họ trong 20 phút, thừa dầu bay về Đà Nẵng. Cự ly từ Hải Nam ra Hoàng Sa xa hơn Đà Nẵng ra Hoàng Sa chút xíu, nhưng không quân Trung Quốc chỉ có MiG-21, ra tới Hoàng Sa thì không còn dầu để về. Thế nên, về không quân thì tôi chiếm ưu thế, Trung Quốc không có gì. MiG-21 không dám bén mảng ra Hoàng Sa, mà ra đến đấy tụi tôi cũng đánh rớt, hoặc không có dầu để về. F-5 vừa mang bom, tên lửa, vừa có súng, hai bên hai cây 20 ly, mỗi bên hai quả bom và chùm 3 quả ở giữa. Hai bên đầu cánh là hai tên lửa đối không, Sidewinder. Hỏa lực của F-5 hồi đấy là quá mạnh. Về tương quan lực lượng là chúng tôi chiếm ưu thế, nếu đánh Hoàng Sa thì tôi xem như một cuộc dạo chơi, không có gì phải lo. Ông Nguyễn Thành Trung kể. Sau khi các phi đội từ Biên Hòa bay tới Đà Nẵng, máy bay do thám RF-5A được điều khiển ra Hoàng Sa để chụp ảnh. Đây là loại máy bay có thời gian hoạt động trên không rất lâu. RF-5A chụp ảnh chi tiết hết địa hình các đảo, mặt biển trong bán kính 100 km, ghi lại hình ảnh các chiến hạm Trung Quốc. Hình ảnh thu được cho thấy Trung Quốc tập trung tàu quanh Hoàng Sa khá nhiều. Chúng tôi cho phóng to hình ảnh ra và được chỉ huy đơn vị tập trung hết 120 phi công lại nghe thuyết trình. Chúng tôi đếm từng chiếc tàu một, thậm chí số hiệu tàu chúng tôi cũng đọc được. Không có tàu lớn, tàu trung bình thôi, tàu nhỏ thì rất nhiều. Các phi công đếm được khoảng 40 chiếc tàu, xác định được vị trí và hướng di chuyển của số tàu đó. Sau khi nắm được tình hình thì Đại tá Sĩ chia tấm bản đồ thành 4 miếng và mỗi miếng được giao cho một phi đoàn. Trách nhiệm của mỗi phi đoàn là làm sạch mảnh bản đồ được chia. Ví như ô của tôi thì có 15 chiếc, ô của anh có 20 chiếc thì nhiệm vụ của anh và của tôi là trong một ngày phải cho những chiếc tàu đó chìm hết xuống biển, không có chiếc nào được nổi nữa.
Ông Trung giải thích. Các phi đoàn phải làm sạch, nhấn hết xuống biển và tôi đảm bảo là 100% sau một ngày tất cả 40 chiếc tàu đó không còn chiếc nào sống. Máy bay mà đánh tàu thì quá dễ, tàu nó chạy chậm, tốc độ khoảng 20 hải lý một giờ, không có cách nào trốn được. Nói thiệt là xe tăng còn chạy không được, huống gì là tàu. Xe tăng mà chạy thì tụi tôi đánh lật ngửa hết, cho nên tàu trên biển mà đánh là trong tầm tay. Theo trí nhớ của ông Trung, các phi công lúc bấy giờ cho rằng nhiệm vụ khá dễ, chỉ trong vòng 12 giờ là tàu Trung Quốc sẽ chìm hết. Mà việc đó là chắc chắn đến 100%, không có trận nào mà chắc chắn như thế cả. Người phi công kỳ cựu lặp lại. Lúc bấy giờ ông Trung là một sĩ quan cấp úy. Mấy ông cấp tá, mấy ông lãnh đạo chỉ huy phát biểu trong cuộc họp rằng đánh với Việt Cộng chỉ là đánh chơi thôi, không có sướng. Đánh với Trung Cộng mới là đánh. Cho nên tôi nói thật với các ông, đánh trận này tụi tôi đi đánh trước. Cấp đại tá, trung tá, thiếu tá đánh trước, đánh cho bọn họ biết người Việt Nam là như thế nào. Đánh một trận cho họ từ bỏ ý định, bớt hung hăng. Sau khi chúng tôi chết hết rồi, mới đến cấp úy các ông đi đánh. Ông kể lại và nói thêm. Nói thế để biết người Việt Nam yêu nước như thế nào, vì đánh với Trung Quốc mới là đánh giặc xâm lăng, cho nên mấy ổng bảo, chừng nào tụi tôi chết hết mới đến lượt các anh. Theo lời kể của đại tá Nguyễn Thành Trung, lúc bấy giờ tất cả phi công đều tình nguyện ký vào lá đơn, thề được chết cho Hoàng Sa. Tất cả phi công đều tuyên thệ sẵn sàng chết cho Hoàng Sa và ai cũng coi đó là cái chết rất vinh hạnh. Trận đánh này chúng tôi chuẩn bị rất kỹ và phần thắng là chắc chắn 100% vì tàu không thể chạy nổi. Mỗi tàu một quả bom là xong và khí thế ấy nó luôn hừng hực trong lòng mỗi người Việt Nam, hừng hực trong mỗi phi công. Kế hoạch không kích theo lời ông Trung là tuyệt mật, chỉ có những người tham gia mới biết. Chỉ huy cấp cao nhất trong quân đội nếu không có nhiệm vụ liên quan trực tiếp tới việc triển khai chiến dịch đều không được biết. Một kế hoạch phản công được chuẩn bị công phu với khả năng chiến thắng là 100%, nhưng rốt cuộc đã không thể diễn ra do Mỹ cảnh báo Tổng thống Thiệu không được hành động. Lúc bấy giờ, Mỹ đã làm lành với Trung Quốc và chấp nhận làm ngơ để Trung Quốc cưỡng chiếm Hoàng Sa. Nhiều tài liệu quốc tế cho rằng chính Mỹ đã gây áp lực cho chính quyền Tổng Thiệu không ra lệnh xuất kích vì không muốn đụng chạm đến Trung Quốc, lo ngại điều này sẽ làm ảnh hưởng đến kế hoạch rút quân của Mỹ. Nhưng Mỹ được cho là có một toan tính sâu xa hơn khi không can dự vào trận Hoàng Sa năm 74. Việc Washington làm ngơ cho Trung Quốc chiếm quần đảo Hoàng Sa đã tạo ra sự thù địch giữa Hà Nội và Bắc Kinh, dẫn đến sự chia rẽ giữa các nước cộng sản. Sự thật là cho đến ngày nay, giữa Trung Quốc và Việt Nam vẫn còn tồn tại tranh chấp chủ quyền biển đảo tại Biển Đông. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đại tá tình báo Nguyễn Thành Trung chính là người ném bom để lại hòa bình, đánh dấu sự khởi đầu cho những ngày cuối cùng của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Những tiếng bom kinh hoàng giữa lòng Sài Gòn đã làm rung chuyển Dinh Độc Lập và khiến thế cờ không thể nào lật ngược. 3.000 quân Mỹ cuối cùng rút khỏi miền Nam, chính quyền Dương Văn Minh đầu hàng, đất nước được thống nhất. Sau giải phóng, đại tá tình báo Nguyễn Thành Trung càng trở nên lặng lẽ, có gì đó day dứt ngậm ngùi trong ông, thậm chí ông thoáng chút né tránh khi nghe hai chữ anh hùng. Bởi lẽ, anh hùng trong thời bình và anh hùng trong thời chiến tranh hoàn toàn khác nhau. Có những khoảnh khắc đưa người ta vào lịch sử và cũng có những khoảnh khắc mà từ đó họ phải chịu đựng những nỗi khổ, khó nói suốt cuộc đời. Hiểu rõ tâm tình người bạn thân thiết của mình, sinh thời, nhà tình báo chiến lược Phạm Xuân Ẩn từng nói với đại tá Nguyễn Thành Trung. Tôi nghĩ lẽ ra một người như ông phải được tôn vinh đến hai lần là anh hùng lực lượng vũ trang mới phải. Vì sau giải phóng, ông đã can đảm bay thử 47 chiếc máy bay mà người Mỹ để lại. Quý vị thân mến, vào lúc rạng đông ngày 30 tháng 4, khi chiếc máy bay trực thăng cuối cùng rời nóc sứ quán Mỹ bay ra biển, thì cũng là lúc 5 cánh quân giải phóng cùng với xe tăng tiến thẳng vào Sài Gòn. Nguyễn Thành Trung lúc đó vừa tròn 28 tuổi, mang quân hàm Trung úy Không quân Việt Nam Cộng Hòa. Trở về với cách mạng, ông được phong quân hàm Đại úy quân giải phóng, tiếp tục thực hiện sứ mệnh cao cả trên bầu trời. Người sĩ quan ngụy lái máy bay ném bom Dinh Độc Lập năm xưa, sau này đã trở thành Phó Tổng Giám đốc Việt Nam Airlines, cơ trưởng lái máy bay hành khách hiện đại. Ông cũng là phi công Việt Nam đầu tiên lái máy bay Boeing 767 và là phi công có kinh nghiệm dày dặn nhất Việt Nam với 35 năm kinh nghiệm và hơn 22.000 giờ bay.